cách để tái tạo nhựa cũ thành nhựa mới, làm cho xe của chúng ta luôn luôn lúc nào mới, thì chúng ta cần một cái bình khò như thế này để mình vệ sinh cho nó sạch sẽ, rồi bắt đầu mình khò cho các bạn xem nha. Giờ là cái này nó bị lủng mình hàng ra luôn nha các bạn, nó bị tét ra. Rồi xong, các bạn thấy nó mới không?